hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sống ra sao sau khi mất chức. Sau khi quân Quan Đông Nhật Bản chiến bại, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, Phổ Nghi bị Hồng quân Liên Xô bắt làm tù binh, đưa về giam ở Liên Xô. 5 năm sau, ngày 3 tháng 8 năm 1950, Liên Xô mới áp giải Phổ Nghi về Trung Quốc. Khi về nước, Phổ Nghi lại bị giam 10 năm tại trại quản lý tù nhân chiến tranh Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ở nơi này, Phổ Nghi cũng không có quyền lợi đặc biệt, cùng ăn cùng ngủ với những tội phạm chiến tranh khác. Khi mới đến trại cải tạo, Phổ Nghi thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Những phạm nhân khác đều gọi ông là phế phẩm bởi vì ông còn không biết cả mặc quần áo mà cần phải có người giúp đỡ.